Xin được đồng nhiên chào đón quý vị đại biểu, các quý cùng toàn thể các anh chị trong các hội yêu cây cảnh nghệ thuật của các chi hội các tỉnh thành đã cùng trở về tại mảnh đất cố đô hoan lưu lịch sử Ninh Bình ngày hôm nay để cùng dự triển lãm cây cảnh nghệ thuật trong mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 kỷ niệm 3 năm thành lập câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Sùng Thí Sơn. Và lần đầu tiên xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các quý các anh các chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể chúng ta có một cái tình thật vui vẻ, đầm ấm tình cảm bên nhau. Kính thưa quý vị, mảnh đất Ninh Bình ngày hôm nay rất tự hào được chào đón sự diện của toàn thể quý vị. Chúng ta đã cùng trở về, cùng trao đổi, trao dồi kinh nghiệm và cùng triển lãm những cây cảnh nghệ thuật, những tác phẩm chính là tâm huyết của tất cả những bàn tay khối óc của các anh chị đã dành tới triển lãm. Và để mở đầu cho chương trình tiệc ngày hôm nay, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Văn Thành, đại diện cho câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Sùng Thí Sơn sẽ lên có đôi lời phát biểu và khai tiệc. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các chủ nhà vườn, các câu lạc bộ của các tỉnh cũng như tỉnh Ninh Bình, kính thưa toàn thể các quý vị ở tại buổi lễ ngày hôm nay, tôi được đại diện cho câu lạc bộ Sùng Thí Sơn tỉnh Ninh Bình là đầu tiên xin được gửi tới các quý vị lời chào trân trọng nhất, chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể những người yêu cây trên cả nước. Hôm nay, ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, trong không khí tưng bừng của cả nước, câu lạc bộ Sùng Thí Sơn trân trọng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ. Sự hiện diện của các nhà vườn, các câu lạc bộ, những người yêu cây có mặt tại đây, đấy là một sự động viên rất lớn với câu lạc bộ của chúng tôi. Với mảnh đất Ninh Bình, với con người Ninh Bình thân thiện, chúng tôi rất tự hào. Ninh Bình chúng tôi báo cáo với các quý vị nhỏ thôi, nhưng cũng được giới du lịch của cả nước bầu là người dân thân thiện nhất. Hôm nay về với đất Ninh Bình, chúng ta là những người yêu cây cho cả nước. Một cái môn cây, chơi cây cho cả nước là rất khó chơi, bởi vì cái môn này cũng như anh Cường họa sĩ nói, một cái môn chơi không có điểm dừng. Một môn chơi không điểm dừng liên tục thay đổi và phát triển, nó khác với các môn chơi khác. Chơi cổ vật, chơi tranh tượng, chơi cây, ba cái môn chơi này nó môn thì dưỡng trí, môn thì dưỡng tâm, môn thì dưỡng thần. Nhưng cái môn chơi dưỡng trí của cái cảnh này cực kỳ khó, chúng ta phải hiểu rằng rất khó. Kính thưa các quý vị, kính thưa các bạn, kỷ niệm 3 năm tuy rằng không phải là dài, nhưng câu lạc bộ chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm, rất nhiều những kỷ niệm trong những thời gian vừa qua. Chúng tôi đã tổ chức lần này cũng là lần sinh nhật thứ ba, cũng là lần thứ ba để triển lãm cái cảnh. Nhưng ta phải nói rằng lần này là một lần lớn nhất, ta khẳng định lớn nhất trong khu vực, chứ chưa thể nói là trong cả nước được, với cấp câu lạc bộ. Được sự ủng hộ của các câu lạc bộ, các tỉnh, các nhà vườn, các bạn yêu mến cây về hội tụ hôm nay, chơi một cái sân chơi đẳng cấp, một cái sân chơi rất ý nghĩa, mang kinh tế, tài chính, tâm hồn đến cho từng người. Dân Ninh Bình tự hào được thưởng ngoạn các cái tác phẩm kinh điển về với Ninh Bình, chúng tôi rất tự hào. Và câu lạc bộ anh em vất vả nhưng rất là tự hào. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nói về mảnh đất Ninh Bình
Ninh Bình chúng tôi cũng là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Hôm nay tôi cũng nói sơ qua về mảnh đất Ninh Bình một chút, xin các bạn là cùng chia sẻ. Ninh Bình chúng tôi là trải qua ba triều đại vua, vua Đinh, vua Lê, vua Lý. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng Đế chính thức dẹp 12 sứ quân, đặt tên nước vào Đại Cổ Việt và đặt tên thủ đô là Tràng An Hoa Lư. Trải qua nhiều triều đại, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê trải dài 1.000 năm, đất nước ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của phương Bắc và của Nguyên Mông. Đến ngày hôm nay chúng ta đã khẳng định đất nước, con người, nhất là Ninh Bình có câu không thơ thì cũng thể hoa nhài, không lấy cũng thể con người Tràng An. Chính người Tràng An là người Ninh Bình chúng tôi rất tự hào. Hôm nay các bạn về đây để chung vui chúng tôi hạnh phúc lắm. Thì không biết nói gì hơn. Hôm nay thì tôi điểm qua một vài vấn đề như thế, thì để cái cuộc chơi ngày hôm nay nó được mỹ mãn và nguyện dân Ninh Bình được thưởng ngoạn các phần đẹp, thì thay mặt anh em trong câu lạc bộ của Dũng Sơn, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các câu lạc bộ, các nhà vườn và đã về Ninh Bình có quà, có hoa chúc mừng câu lạc bộ đến ngày này giờ này thì không được tốt đẹp. Xin được chân thành cảm ơn các quý vị. Kính thưa các quý vị, về chỗ này nhất là lực lượng truyền thông, lực lượng du lịch, mọi người rất nhiệt tình. Không những về ta thăm thưởng ngoạn, ta còn có tính truyền thông cả nước, nhiều người không tới được trực tiếp thì xem qua YouTube. Nhiều những tác phẩm như thế đẹp, tôi cũng thay mặt gửi tới những người yêu cây trên cả nước qua YouTube và các kênh chuyển tới, và chúc mọi người không có điều kiện tới được vui vẻ hạnh phúc và nhiều tác phẩm đẹp. Còn nữa cũng là lời kết, thì tôi xin thông báo chính thức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 3 của câu lạc bộ Thủ Thừa Trơn chính thức bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây xin chúc tất cả các quý vị đã dùng cơm cùng nhau đàm đạo và ra thưởng ngoạn những tác phẩm của các nước về với Ninh Bình. Xin cảm ơn.